chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Samsung sẽ sớm có thành viên đầu tiên trong dòng Galaxy A có khả năng kết nối 5G, đó chính là Samsung Galaxy A90 5G. Điện thoại đã được phát hiện trên trang kiểm tra hiệu năng của Geekbench vào tháng trước với các thông số kỹ thuật như là Snapdragon 855, RAM 6GB và khả năng kết nối 5G. Giờ đây thì một thiết bị đã có số model là SMA908P xuất hiện trên trang web của Liên minh Wi-Fi, xác nhận rằng sắp đến ngày ra mắt của Galaxy A90 5G. Tuy nhiên thì chứng nhận mới không tiết lộ nhiều về điện thoại sắp ra mắt ngoài phiên bản hệ điều hành Android 9 Pie và sẽ hỗ trợ Wi-Fi 802.11ac băng tần kép. Và theo các tin đồn cũ hơn thì thiết bị sẽ có thiết lập 3 camera sau bao gồm 48, 12 và 5 megapixel cùng với tính năng Tilt OIS, không giống như Galaxy A80 với camera lật. Cả hai phiên bản của Galaxy A90 sẽ cung cấp hệ thống camera truyền thống, không có cơ chế chuyển động. Ngoài ra thì Galaxy A90 cũng sẽ xuất hiện trong phiên bản 4G với số model là SMA905 và thiết lập với camera khác là 48, 5 và 8 megapixel. Theo những suy đoán gần đây thì cả hai phiên bản này sẽ đi kèm với màn hình Infinity Super AMOLED với kích cỡ là 6,7 inch với độ phân giải là Full HD+. Các bạn mến, mới đây thì Acer ROG Phone 2 phiên bản Tencent đã cập bến Việt Nam. Sở dĩ Acer ROG Phone 2 có mức giá hấp dẫn như vậy là do đây chỉ là phiên bản Tencent Games. Logo của công ty game Tencent sẽ xuất hiện ngay từ phía ngoài cũng như là trên mặt lưng của máy cùng logo của ROG. Với phiên bản này thì hộp ngoài đóng gói hình hộp khá là đơn giản và quen thuộc. Bên cạnh đó thì phụ kiện đi kèm máy sẽ là một ốp lưng trong suốt cùng với cáp sạc chứ không có quạt như là bản chuẩn hay là thế hệ đầu. Và ROG Phone 2 thì có những cái nét thiết kế tinh tế và nhiều họa tiết hơn, cụm camera lớn hơn và khe tản nhiệt được là bớt lộ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Nếu như bạn yêu thích những cái sự mạnh mẽ vô thương thì chắc chắn bạn sẽ thích ROG Phone đời đầu hơn. Với ROG Phone 2 thì Acer đã tiết chế đúng cách, qua đó giúp cho chiếc máy càng trông mạnh mẽ và sang trọng, không còn là một chiếc máy có ngoại hình thuần game thủ mà vẫn là một chiếc máy có tính thẩm mỹ cao. Và ROG Phone 2 thì bỏ cảm biến vân tay mặt lưng khi trang bị cảm biến trong màn hình và sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon 855 Plus mạnh mẽ nhất hiện nay của Qualcomm. Tốc độ tối đa có thể đạt tới 2.96GHz. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có một dung RAM lên tới 12GB, hứa hẹn là sẽ mang đến những cái trải nghiệm ấn tượng, đặc biệt là về khả năng chơi game nữa. Còn về bộ nhớ lưu trữ thì máy sẽ có hai phiên bản là 128 và 512GB và với tiêu chuẩn là UFO 3.0 mới nhất. Còn về camera thì ROG Phone 2 trang bị cụm camera kit với cảm biến chính là Sony IMX 58648MP kết hợp với cảm biến góc siêu rộng 13MP. Và đây là thông số ấn tượng, tương tự như chiếc Acer Zenfone 6 được đánh giá khá cao. Trong khi đó thì camera selfie có độ phân giải là 24MP, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt. Các bạn mến, hỗ trợ Boost Stylus cho iPhone là một trong số những tính năng mà CT Research kỳ vọng sẽ được thế trên iPhone năm nay. Dù vậy thì từ trước đến nay thì có rất ít những cái thông tin để cập đến việc là những cái thiết bị sắp ra mắt sẽ được hỗ trợ Apple Pencil. Trong năm 2018 thì nhà phân tích Apple Ming Chigo cho biết rằng các chiếc iPhone trong tương lai sẽ hỗ trợ Apple Pencil nhưng lại không nói rõ thời điểm và cũng không đề cập gì đến năm 2019. Và lúc đó thì Chigo cũng tiết lộ rằng khả năng hỗ trợ cho Apple Pencil sẽ được đưa vào một chiếc iPhone có kích thước lớn hơn nhưng cũng không rõ rằng nó sẽ có kích thước lớn hơn 6,5 inch của XS Max hay không. Trong khi đó thì trang The Investor đến từ Hàn Quốc thì cũng gợi ý rằng Apple đang cân nhắc cung cấp một cây bút Stylus như Apple Pencil và sẽ ra mắt sớm nhất trong năm 2019 này. Tuy nhiên thì vẫn chưa có một nguồn tin đáng tin cậy nào cho thấy là dòng iPhone năm nay sẽ hỗ trợ Apple Pencil cả. Gần đây thì Apple đã mở rộng danh sách tương thích với Apple Pencil cho toàn dòng sản phẩm iPad của họ, từ iPad Pro 12,9 inch cho đến iPad Mini 7,9 inch. Thế nên thì cũng không loại trừ khả năng rằng Apple sẽ tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ của Boost Stylus này đến với iPhone nhưng rất khó để có thể xuất hiện trong năm 2019. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kèm đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.